Xin chào anh chị, hôm nay em lại giới thiệu đến anh chị một lô đất mới 1.035 m². Lô đất này thì có 100 m² thổ cư. Lô đất này có chiều rộng là 25, chiều dài là 41. Đất cũng khá là vuông vức. Vị trí đất thuộc phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Vị trí đất của mình là kế bên suối Nhung. Từ vị trí đất cách đường lớn Mỹ Xuân Ngãi Giao là 600 m. Trước mặt chúng ta là đường vào vị trí của lô đất. Vị trí đất cách ngã ba Mỹ Xuân quốc lộ 51 là 2 km. Lô đất này phù hợp với anh chị thích đầu tư xây dựng nhà vườn nghỉ dưỡng. Trước mặt chúng ta là một con suối nhỏ. Lô đất này gần đường lớn và gần khu dân cư hiện hữu. Anh chị quan tâm đầu tư liên hệ số điện thoại trên màn hình để được hỗ trợ tư vấn. Hiện tại lô đất này do chính chủ gửi bán nên anh chị quan tâm đầu tư đi xem đất ưng ý thì mình sẽ gặp trực tiếp chủ để làm việc về giá. Đây là con đường từ vị trí đất đi ra đường lớn. Nếu đi con đường này thì cách đường lớn Mỹ Xuân Ngãi Giao là 600 m. Lô đất của mình có hai đường vào, đường ô tô vào được. Đi một đoạn khoảng 300 m thì chúng ta sẽ ra được đường nhựa lớn. Cảm ơn anh chị đã xem qua, rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của quý anh chị. Anh chị quan tâm đầu tư đất thị xã Phú Mỹ và huyện Châu Đức, anh chị quan tâm thì liên hệ bảo qua số điện thoại trên để được hỗ trợ. Cảm ơn anh chị.